Rồi đây là cửa số 6 Tòa Thánh Cao Đại gì? Tối ngày 3 tháng 9 2017 ở Tây Ninh nè. Giờ đóng cửa không cho vô. Mình đi cặp lề thôi. Đây là đang chạy dọc dọc theo bờ rào của Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh quý vị. Bây giờ khoảng 10 giờ đêm nè. Đó, ngoài đây đây là hướng đi về cửa số 4 nè. Cửa luôn quý vị. Khuya tòa thánh đóng cửa ha. Chạy lên cửa chính môn coi làm sao quý vị. Bên tay trái là trung tâm tiệc cưới Sunrise gì, đây mà ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cưới vợ cho con trai là diễn ra đó đó. Rồi bên phải đây là cổng chánh môn Tòa Thánh Cao Đài này. Tối taxi đậu nhiều quá. Đóng luôn cái gì. Mình qua cửa số 2, số 1 coi có mở không nha. Số 2 đóng luôn. Wow. Cổng này cũng đóng luôn cái gì. Đó, mình có thể thấy tòa thánh bên trong nè. Không cho vô cái gì ơi. Nãy đã chạy giáp vòng á nhưng mà khuya ở đây đóng cửa. Dòng lại cái gì ha.
Rồi ngã ba phía trước là quẹo phải đi núi Bà Đen là 9 cây số, vậy đi thẳng là về thành phố Tây Ninh nè. Đi núi Bà Đen cái gì, dòng ra thị xã 4 cây, chú gì xem thành phố Tây Ninh về đêm nha. Rồi đây là đường Cách Mạng Tháng 8 cái gì. Ok, Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, Tây Ninh nè. Quý vị thấy Tây Ninh buổi tối đèn sáng rực ha. Phải là khách sạn Biển Đông á chị, Biển Đông Hotel. Đó, chị xem Tây Ninh về khuya nè. À, bên tay trái là đường Nguyễn Trãi á chị. Quý vị thấy bên trái có quán Seoul nè, vị cay 7 cấp độ Hàn Quốc. Và mấy cửa hàng bán hàng hiệu. Đây cho quý vị cảm nhận thành phố Tây Ninh ha. À, cây xăng. Ok, thank you, see you quý vị clip tiếp theo nha.